Trần Đình Núi đi xin làm căn cước công dân đã nhận điều bất ngờ khi được các chiến sĩ công an Hà Tĩnh chủ động tổ chức sinh nhật khi em tròn 14 tuổi. Sáng 11 tháng 4, Thượng úy Trần Đình Thành, Phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính công an thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết tổ công tác cấp căn cước công dân tại xã Kỳ Hà vừa tiếp nhận một công nhân nhỏ tuổi nhất đến xin cấp căn cước công dân. Điều bất ngờ là thời điểm công dân này đến làm căn cước công dân vừa đúng vào lúc sinh nhật 14 tuổi. Theo đó, khoảng 23 giờ 30 phút đêm 9 tháng 4, tổ công tác cấp căn cước công dân tại xã Kỳ Hà tiếp nhận em Trần Đình Núi, sinh ngày 10 tháng 4 năm 2007, mang sổ hộ khẩu đến xin làm căn cước công dân. Khi tiếp nhận hồ sơ, tổ công tác nhận thấy còn ít phút nữa Núi bước sang tuổi 14 nên muốn dành cho Núi điều bất ngờ. Tổ công tác xin ý kiến của người dân những người đến trước Núi đợi làm căn cước và chủ động đặt một chiếc bánh sinh nhật ở một tiệm bánh gần đó. Đúng 0 giờ 1 phút phút sáng 10 tháng 4, tổ công tác đã tổ chức sinh nhật cho Núi và cùng với người dân hát chúc mừng sinh nhật Núi bước sang tuổi 14. Sau tiệc sinh nhật nhỏ, tổ công tác đã làm các thủ tục để cấp căn cước công dân cho Núi. Được biết, năm nay Núi học lớp 9, hoàn cảnh khá đặc biệt khi bố mất sớm, mẹ đi làm ăn xa, Núi ở nhà cùng với chị gái. Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ trẻ tổ chức sinh nhật cho Núi được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ tình cảm với cậu bé và các chiến sĩ làm căn cước công dân. Like và follow để theo dõi tin nóng hàng ngày.